Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi luôn mang đến những thông tin hữu ích giúp cho quý vị cập nhật tình hình trong và ngoài nước một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Còn bây giờ hãy cùng theo dõi những nội dung chi tiết. Sáng 24 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông tin từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 9, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến phức tạp gây ra ngập lụt sạt lở đất trên diện rộng. Địa phương đã phải sơ tán gần 3.000 hộ dân với khoảng hơn 11,5 ngàn khẩu đến nơi an toàn. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, tại các điểm đau mưa tự động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phổ biến từ 50 đến 100 mm, một số nơi có lượng mưa lớn như sau, Bác Mọt, Thường Xuân 150,8 mm, Yên Phong, Yên Định 140,4 mm, Xuân Khánh, Thọ Xuân 134,6 mm, Yên Mỹ, Nông Cống 128 mm thị trấn Sao Vàng Thọ Xuân 124,6 mm, Yên Khương Lan Chánh 122,4 mm, Nga Yên Nga Sơn 121,8 mm. Trong khi lũ Hà Lưu các sông còn tiếp tục lên và có khả năng đạt đỉnh gồm sông Mã, sông Chu trên báo động 2 và tiếp tục còn dâng cao do lũ ở thượng nguồn đổ về. Trước tình hình mưa lũ, tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đến các cấp, các ngành và các địa phương huy động tối đa lực lượng, vật tư phương tiện để chủ động ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân. Thanh Hóa chủ động ứng phó với nguy cơ sạt lở đất đá và ngập lụt, đồng thời sơ tán 2.873 hộ dân tương đương với 11.759 khẩu, trong đó Quan Sơn 150 hộ, Thường Xuân 273, Quan Hóa 264, Mừng Lát 464, Bá Thước 110, Thọ Xuân 253, Thành phố Thanh Hóa 253 thành 142 hộ. Sau mưa lũ, có 168 nhà bị thiệt hại do sạt lở đất, trong đó Mừng Lát 11 nhà, Quang Sơn 92 và Quang Hóa 49, Thường Xuân 17 và một hộ bị tốc mái ở Mừng Lát. Có 4 gia đình phải di dời khẩn cấp ở hai huyện Quang Sơn và Quang Hóa. Mưa lũ khiến diện tích lúa bị ngập 356,6 hecta, diện tích cây trồng hàng năm là 572 hecta, 323 ao cá truyền thống bị ngập. Có 11 điểm trường bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở đất tập trung chủ yếu ở Mừng Lát, Quang Sơn, Bá Thước, Lan Chánh và hàng loạt các đê điều sông suối bị ảnh hưởng trạn nước. Sạt lở Tàu Ly Dương, Tàu Ly Âm, sạt lở Sa Bồi Mặt Đường rảnh dọc tại 183 vị trí, có 7 vị trí gây tắt đường, quốc lộ 15-02 vị trí, quốc lộ 15-04 vị trí, quốc lộ 16-1 tại huyện Biên Mừng Lát. Đáng chú ý, tình trạng nước thấm qua chân đê tại xã Vĩnh An, Vĩnh Lộc ngay trong đêm 23 tháng 9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên đã trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố. Theo đó, ông Nguyên chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân tu sửa nhà cửa bị thiệt hại, chăm sóc cây trồng bị hư hại sớm ổn định đời sống nhân dân. Song song đó, tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ảnh hưởng của thiên tai, nhất là các hộ phải đi sơ tán khẩn cấp, di dời bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở, không để ai bị đói, bị rét, không có nơi ở đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Sáng ngày 24 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân thông tin trên địa bàn xảy ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng ở nhiều xã gồm Thọ Thanh, Xuân Cao, Xuân Dương, Ngọc Phụng, luận thành sau mưa lớn nhiều ngày cộng với xã Lũ Hồ Cửa Đạt. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân, mưa lũ đã khiến nhiều thôn bản trên địa bàn bị chia cắt cô lập buộc phải di dời khẩn cấp 273 hộ dân, với 1.057 nhân khẩu phải sơ tán đến nơi an toàn ngay trong ngày 23 tháng 9 sáng nay ngày 24 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân tiếp tục chủ động di dân. Đáng chú ý, mưa lũ phức tạp đến khiến sập cầu Bến Nhạ qua xã Tân Thành và một phần đổ sập xuống dòng sông đằng trong đêm ngày 22 tháng 9. Rất may không có thiệt hại về người tài sản. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân, cầu tràn Bến Nhã bắc qua sông đằng nối hai thôn Thành Lãm và Thành Lợi. Ngay sau khi xảy ra sự cố sập cầu Bến Nhã, Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân đã đã khắc phục tạm thời vị trí cầu bị trôi để người dân lưu thông. Trao đổi với pháp luật online, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Xuân ông Lê Hoàng Cương cho hay hồ cửa đạt vẫn tiếp tục xả lũ với lượng nước 2.400 m khối trên dây. Mực nước trên sông Chu đạt mức báo động 3, 22 m ở Thượng Lưu và 18 m ở Hạ Lưu. Theo ông Cường, Trước tình hình mưa lũ trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương cùng ngành chức năng đang tập trung lực lượng túc trực 24 trên 24 giờ tại các đập tràn, khu vực sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ông Cường khuyến cáo người dân cần chủ động trong việc phòng chống lũ, tránh sự vụ đáng tiếc xảy ra. Theo công ty Thủy Điện Trị An, để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn biên hòa đã qua đỉnh triều cường và đang xuống thấp đồng thời không xả nhanh đột ngột tránh ảnh hưởng có thể xảy ra cho hạ du công ty sẽ tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 9 theo đó lưu lượng nước xả qua đập tràn là 320 mét khối trên dây tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du từ 1.120 mét khối trên dây đến 1.170 mét khối trên dây ngoài ra vào lúc 11 giờ ngày 24 tháng 9 sẽ tiếp tục thực hiện xả với lưu lượng nước xả qua đập tràn là 480 m khối trên dây. Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du sẽ từ 1.280 m khối trên dây đến 1.330 m khối trên dây. Tùy theo diễn biến của thời tiết, mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua đập tràn. Công ty thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo. Phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra, thông báo từ công ty Thủy Điện Trị An cho hay. Trước đó, 10 giờ ngày 23 tháng 9, công ty Thủy Điện Trị An cũng đã thực hiện xả lũ ở hồ Trị An. Nhiều nơi ở Thanh Hóa ngập sâu phải dời dân khẩn cấp. Nước từ thượng nguồn đổ về, làm nước sông mãi dâng cao khiến hàng trăm hộ dân ngoài đê thuộc thành phố Thanh Hóa ngập sâu trong nước, phải di dời khẩn cấp. Chiều ngày 23 tháng 9, ghi nhận của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh ở các nơi, có hàng trăm người dân vùng ngoại đê đang đối mặt với lũ lớn từ thượng nguồn đổ về khiến nước sông mãi dâng cao, gây ngập nghiêm trọng tại các xã Thiệu Dương, Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa. Hàng trăm chiến sĩ bộ đội công an được huy động khẩn cấp để hỗ trợ di dời tài sản, hỗ trợ sơ tán người dân các vùng ngoài đê Thiệu Dương, Thiệu Khánh đến nơi an toàn, trong khi nước sông Mã tiếp tục dâng cao lên mức báo động 2 và tiếp tục còn dâng cao hơn nữa. Theo người dân địa phương, trong suốt 2 ngày qua, mưa lớn cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ra cảnh ngập lụt trên diện rộng, đặc biệt là từ sáng 23 tháng 9, và Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa đã phát lệnh cảnh báo di dân ở vùng có nguy cơ ngập sâu khẩn đến nơi an toàn. Theo đó, Chủ tịch thành phố Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã có đê, trưởng các phòng ban đơn vị thành phố khẩn trương tổ chức lực lượng thực hiện phương án di dân theo cấp độ báo động trên mức báo động 2. Tổ chức di dời tất cả các hộ người già neo đơn đang bị ốm đau không có khả năng tự di dời vào trong đê. Lực lượng dân quân cơ động thường trực canh đê tại các điểm canh đê, thường xuyên tuần tra canh gác đê để kịp thời phát hiện xử lý các sự cố về đê điều ngay giờ đầu. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa thông tin thêm, hiện đã kích hoạt 100% quân số hiện có của đơn vị để chuẩn bị ứng trực, hỗ trợ các phường xã khi có tình huống khẩn cấp do mưa lũ gây ra cũng như trước diễn biến phức tạp của mưa lũ. Thanh Hóa, tình hình mưa lũ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Sáng ngày 23 tháng 9, tình hình tại Thanh Hóa trở nên căng thẳng khi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phát lệnh báo động cấp 2 trên 3 con sông lớn: Mã, Lèn và Bưởi. Mực nước các sông vẫn không ngừng dâng cao, tạo nên một bức tranh hỗn loạn của mưa lũ và sạt lở đất đá, đặc biệt tại các huyện miền núi. Lực lượng vũ trang đang khẩn trương duy trì các kiếp trực chỉ huy, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ. Họ ra soát và kiểm tra mọi phương án ứng phó chuẩn bị đầy đủ lực lượng, trang bị và cơ sở vật chất để sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết. Tại khu vực miền núi phía Tây, cơn mưa lớn đã biến nhiều tuyến quốc lộ như 15C, 16 và các tỉnh lộ 521D, 521E thành những con đường tử thần. Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng đã cô lập các thôn, bản gây khó khăn cho việc di chuyển đặc biệt tuyến quốc lộ 15C từ đồn biên phòng Pù Nhì về trung tâm huyện vẫn còn nhiều đoạn bị chặn bởi lượng đất đá khổng lồ. Trước tình thế nguy hiểm, huyện Mường Lát đã quyết định sơ so tán khẩn cấp 440 hộ dân, tương đương với 1.940 khẩu tới các nhà văn hóa và nơi ở của người thân, gần 300 em học sinh tại điểm trường Mầm Non Triền Cồng và trường Phổ thông Dân tộc Bán Trú Trung học Cơ sở Trung Lý cũng đã được đưa đến nơi an toàn. Ngày 23 tháng 9, học sinh trên địa bàn Mường Lát phải tạm nghỉ học, trong khi bão tố vẫn tiếp tục hoàn hành. Vừa rồi là những thông tin chính của chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến những thông tin nóng, chính xác và hữu ích nhất cho tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình sau.